Xin chào toàn thể quý hàng thân yêu của Minh Thiên nhé. Hôm nay em lại tiếp tục giới thiệu cho quý khách là một số mẫu làm theo thiết kế với lại khuôn chậu composite bên em mới trở từ xưởng về nhé. Đây ạ, đây là một số mẫu khuôn sắt này làm theo thiết kế của khách này nhé. Đấy, bên em nhận gia công tất cả các khuôn theo bản vẽ thiết kế nhé. Đây là khuôn con bọ này. Đấy, kiểu gì cũng làm được nhá. Chỉ cần các bác có bản vẽ, có kích thước cụ thể là bên em sẽ ra sản phẩm cho các bác nhé. Và đây là khuôn chậu composite này. Sau đây thì em sẽ đo cho các bác cái kích thước của cái mẫu chậu vuông này. Mẫu này là mẫu vuông bát vát góc các bác nhé. Vuông 80 vát góc ạ. Chị đo giúp em cái chiều cao. Cái chậu này thì chân liền luôn rồi các bác nhé. Đấy, như các bác thấy là có chân quỳ liền luôn. Chiều cao của nó là 70 các bác nhé. Đây, hoa văn bên trong đây. Hoa văn thì mỗi một mặt hoa văn là một họa tiết khác nhau. Như họa tiết cây tùng này. Đấy, họa tiết này. Hoa văn này, bông sen này. Tùng cúc trúc mai nhá. Mẫu này là mẫu tùng cúc trúc mai ạ. Đấy, cây trúc uốn lượn rất đẹp như hình con rắn luôn. Và mẫu này thì có lòng và đáy nhé. Đây ạ, đây là đáy của nó nhé. Và tiếp theo là một mẫu chậu to 2m15 ạ. Mẫu này là mẫu cuốn thư nhé. Hoa văn cuốn thư này. Còn rất nhiều khuôn ở phía trên xe nhưng em chưa có hạ hết xuống. Đấy, mẫu 2m15 này là bên Minh Thiên làm cho khách. Khách đã đặt. Đấy. Mẫu này là vuông nhé. Còn đây là mẫu tranh nhá. Mẫu tranh thì hiện tại bên em có tranh thuận buồm xuôi gió này, mã đáo thành công này, tranh đồng quê này, tranh dây chuông này, rất là đẹp luôn đây. Các bác có thể nhìn thấy nhá. Kể cả những cái đường hoa văn bên trong nhá. Khi mà các bác ra sản phẩm sẽ cực kỳ đẹp, không bao giờ lo là sản phẩm của mình bị rỗ, bị mất góc nhá. Đấy, tỉ mỉ từng chi tiết luôn. Đấy nhá. Bên em đang sẵn các tấm tranh nhé. Bác nào mà lấy mẫu nào thì có thể kết nối với Minh Thiên đấy. Tranh đồng quê này, con buồm xuôi gió này, mã đáo thành công này, con buồm xuôi gió này. Rất chắc chắn nhá. Ngoài việc làm khuôn ấy và bên trong này, bên ngoài là Minh Thiên đã gia cố tất cả bằng sắt thép hộp nhá. Đấy, không bao giờ các bác đổ sản phẩm ra mà nó có trường hợp là cong vênh và không đều nhau nhé. Đấy, cách mỗi đoạn là Minh Thiên gia cố đối với cái khuôn này thì là 3 đoạn 1. Rất là chắc chắn luôn. Đây, kể cả khuôn chậu cũng thế nhé. Các loại khuôn đây, khuôn chậu nhỏ này và chậu to. Bên Minh Thiên có đủ kích thước chậu từ to đến nhỏ. Nhưng các bác lưu ý với em một điều là đối với những cái khuôn chậu to như thế này thì bên Minh Thiên sẽ không làm lòng và không làm đáy nhé. Đối với những khuôn chậu to này thì sẽ không có lòng và không có đáy ạ. Vì là các bác sẽ đổ đắp tay nhé. Còn đối với những khuôn chậu nhỏ mà dưới 1 mét thì bên Minh Thiên gia công cả lòng và đáy. Như cái khuôn chậu 80 này đấy, thì Minh Thiên sẽ làm cả lòng và đáy cho quý khách. Là về các bác chỉ sẵn đổ thôi. Các bác có nhu cầu thì hãy liên hệ với công ty nhé. Bên công ty vẫn có 4 số điện thoại thường xuyên liên hệ ạ. Số thứ nhất là 0865-026-066 ạ. Số thứ hai là 0855-000-88. Số thứ ba là 0981-441-808. Và số thứ tư là 0333-001190. Và đừng quên bấm đăng ký kênh YouTube của Minh Thiên để cập nhật các video mới cũng như các chương trình giảm giá hoặc là tri ân khách hàng Minh Thiên đăng tải trên kênh YouTube nhé. Ngoài ra thì quý khách có thể truy cập thêm vào trang web của Minh Thiên để cập nhật các mẫu mã cũng như là giá cả mà Minh Thiên đăng công khai ở trên trang web ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng ạ.